Đây quý vị, hướng đường về xa lộ ha. Lộ 51, mình nghỉ chân ở đây chút xíu. Mấy món này ngon quá. Quá ngon. Khoai nè, ngon ghê. Và có mít nữa, quá đẹp. Ồ, mít trái to ghê kìa. Cái mít kìa em, to ghê không? Bán đủ đồ nha quý vị ha. Trái cây bơ sáp ngon. Wow, tuyệt vời quá. Đây là dừa, dừa nước nè. Nước ngon ghê nè. Rồi phía sau mình đây là hàng trái cây. Đây xem rất là nhiều ha, đồ ha. Đi ngang qua đây thì mình có thể nghỉ chân đây, nghỉ mệt xíu rồi mình đi qua bên Long Thành hoặc là hướng về Vũng Tàu đi chơi. Đây này ha. Uống nước dừa mát cực. Alo quý vị. Hiện giờ mình phải nghỉ ngơi xíu, ngủ giỏng thì cũng khỏe để lấy lại sức chuẩn bị đi. Cái thứ hai là đoạn đường này thì kiểm tra tốc độ rất là nhiều, nếu có mình có đi về đoạn đường này thì cũng cẩn trọng xíu. Cái thêm nữa là ở đây nước dừa cực ngon, quý vị được thì nên ghé lại thưởng thức một trái dừa. Cái thứ hai nữa là có những cái trái cây này mình cũng được thưởng thức nữa, thì vừa nghỉ ngơi uống nước dừa và ăn một số trái cây rồi sau đó lấy ăn đường để đi tiếp. Rồi gặp lại chị nha, cảm ơn quý vị. Hello, xin chào quý vị và các bạn nha. Hiện giờ Phú đang ở huyện Long Thành. Này là xã Long Phước ha. Đó, thì mình đi vô đây mình coi một số cái khu vực. Đây là những cái dự án phân lô tách nền tại khu vực ở đây. Rồi mình đi vào bên trong đây rồi chút xíu nữa mình sẽ đi ra và mình quay lại chỗ quý vị xem một số cái dự án. Hiện tại là đã phân lô tách nền rồi, làm đường rồi. Đó. Điện với lại nước này kia là họ đã làm hết rồi. Rồi mình sẽ đi ra từ bên trong, mình quay ra tới bên ngoài đường luôn ha. Kết nối quốc lộ 51 như thế nào luôn quý vị ha. Ở đây thì hiện bây giờ họ một số khu vực là họ đã chặt hết dàn cao su, san lấp bằng phẳng. Nhưng mà chưa có ra sổ hay là chưa có làm phân lô từng nền được. Do thì bây giờ cái chính sách mà phân lô tách thửa đang hạn chế tại huyện Long Thành ha. Đang hạn chế phân lô tách thửa đó, do nếu mà làm nhiều quá thì sẽ bể về quy hoạch tổng thể của huyện đó. Giờ đang đi vào cái khu vực bên trong này đây, đây xã Long Phước. Ở ngoài ở trong đây thì họ đã có những người dân họ sinh sống rồi quý vị. Đó thì họ đang định cư ở đây. Làm ở đây như thế này đây. Ở đây là có một cái hàng rào xây lên rất là cao nè, rất là đẹp nè. Trong đây thì khí hậu rất là mát ha. Chiều bây giờ tầm 4 giờ. Đây. Rồi bên đây là những cái người dân họ bên trong đây họ sinh sống ở đây, bên tay phải mình. Đây là những cái khu mà họ đã san lấp mặt bằng làm đường kết nối phân lô đây. Để cái đi quẹo phải đi thẳng ngoài đó là quốc lộ 51 nha quý vị. Và mình đang đi dọc song song quốc lộ 51, mình quay một số cái dự án tại đây. Lỗ bò TT đó họ làm đường kết nối với đường chính nè, đường giao thông liên xã. Kết nối đây có một số dự án ở đây. Bên đây nè. Rộng ghê luôn. Đó, họ cũng làm đường dây điện rồi, kết nối rồi, đường rồi. Thì họ đang phân lô. Chiều đây ra thả diều rồi, đất rộng quá, thả diều luôn, sướng ghê không? Vui quá. Thả diều. Thả diều vui ghê. Đó, quý vị, xung quanh hiện giờ ở đây mình sơ bộ mình đếm cũng phải là một chục cái dự án san lấp rồi phân lô tách thửa. Có một số dự án thì chỉ san lấp thôi, như ở đây thì mới có san lấp thôi nè, cuốc với lại sủi mới chỉ san lấp sơ bộ thôi. Một bên đây cũng vậy, còn những cái phần nào mà họ đã cắm móc và làm được kết nối và có đường đường điện thì đó là được phân lô tách thửa. Hình như ở đây là như vậy chứ mình thấy trên Sài Gòn là khác.
số khu vực ở đây là như vậy. Rồi mình sẽ quẹo phải để kết nối quốc lộ 51 cho quý vị xem ha. Rồi phải đây, mình sẽ ra quốc lộ 51 đường lớn. Đây là có trường cơ khu nhiệt điện Hoa Mai ha, Long Thành Đồng Nai. Đó, ấp Tập Phước thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ở ngoài đây thì sông Quốc Hơn, đường này đường chính kết nối với ra quốc lộ 51. Hồi nãy mình đi là song song với quốc lộ 51, đường liên xã. Ở đây thì người dân họ đã kinh doanh sản xuất rồi. Bên kia quý vị, bên kia là đường Bầu Cạn, nếu mình nhớ không làm là đường Bầu Cạn. Đó thì cái con đường đó là nó sẽ tiếp giáp với, nó sẽ đi sâu vào nó nữa, sẽ là tiếp giáp với lại sân bay Long Thành. Đó, như quý vị xem, phía trước, mặt phía trước và quẹo về bên đây trái theo quốc lộ 51 thì sẽ là đối diện, sẽ sau này quy hoạch thành sân bay Long Thành ở bên trong đó. Rồi mình sẽ quẹo phải ha. Đó, cái đường thẳng bên kia là đường Bầu Cạn quý vị ha. Đó, qua thẳng vào quốc lộ 51, đâm thẳng vào quốc lộ 51 luôn là đường Bầu Cạn. Thì đường đó sẽ tiếp giáp trực tiếp với lại sân bay Long Thành trong tương lai. Rồi mình đây là quốc lộ 51 đây, đường lớn đây. Đó, vị xem, wow, quá trời xe luôn. Quốc lộ 51 là một trong những tuyến đường huyết mạch tại Đồng Nai quý vị ha. Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Quốc lộ 51. Rồi quý vị thấy kẹt xe cứng nhắc ở khu vực này luôn. Sau này mình nghĩ sẽ mở rộng ra nữa, tại vì lưu lượng xe này quá đông. Đó, cường độ về xe đi lại, nhu cầu đi lại từ Vũng Tàu qua Đồng Nai và về tới Sài Gòn cực kỳ đông ha. Và cái áp lực đó sẽ đẩy lên tỉnh Đồng Nai và đẩy lên thực tiễn là quốc lộ 51 quý vị. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi ha. Chúc quý vị luôn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vui lòng đăng ký kênh để có nhiều clip mới hay hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.